Xin chào các bạn, đây là bản tin của SNews vào ngày 9 tháng 3 và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Được donate 1,5 tỷ Việt Nam đồng chỉ trong vài tiếng, một nữ streamer chưa kịp vui mừng đã phải xanh mặt khi biết danh tính thật sự của bạn fan này. Lý do là gì thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua bản tin sau đây nhé. Nhờ nhân sắc xinh đẹp, kỹ năng chơi game và phong cách livestream thẳng thắn, Chu Thục Di đã trở thành một trong những nữ streamer, bình luận viên ưa thích trên nền tảng Tẩu In với hàng chục triệu người hâm mộ. Thậm chí trong buổi livestream phát sóng trực tiếp mới đây, Chu Thục Di đã bất ngờ nhận được hàng chục món quà có giá trị cực lớn đến từ một người hâm mộ. Nguyên nhân cô nàng nhận được lượng donate với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng cũng là bởi thời gian gần đây, nữ streamer đã phải nghỉ phát sóng do phẫu thuật. Tài khoản của fan hâm mộ này đã để lại dòng cảm thán rằng cuối cùng anh cũng đợi được em livestream trở lại, anh ở đây là vì em. Nhìn thấy bình luận này của fan hâm mộ, Chu Thục Di đã bày tỏ sự bối rối cho biết dù không biết bạn là ai nhưng cảm ơn bạn rất nhiều. Sau đó thì tài khoản này lập tức trêu chọc cô rằng em mới 17 tuổi thôi, em dùng thẻ của bố để quẹt cho chị, bố em cũng thích xem livestream của chị. Lo lắng về việc làm này của fan thì ngay sau đó nữ streamer cho biết bạn là thế hệ người giàu thứ hai nhưng bạn vẫn còn trẻ, đừng tiêu tiền trên mạng như vậy, bạn không nên tặng quà cho streamer bởi chúng tôi không được nhận quà từ trẻ vị thành niên. Lời từ chối quà tặng của nữ streamer này ngay lập tức đã khiến anh chàng kia lập tức phải đáp lại. Anh cho biết hiện tại mình đã 32 tuổi rồi chứ không phải là 17 tuổi như lời nói đùa vừa nãy. Trong vài giờ liền, anh chàng này đã hào phóng donate đến gần 400.000 tệ tương đương với khoảng 1,5 tỷ Việt Nam đồng cho Chu Thục Di, khiến cô nàng chỉ còn biết cúi đầu cảm ơn. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại comment ở dưới cho SNews cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.